Chào các bạn, hôm nay thu hoạch một ít vú sữa lò gàn. Hiện giờ thì vú sữa lò gàn đang vào cuối vụ rồi. À, những cái trái mà nó ra da vàng, con nhấp mấy cái trái vàng bên kia kìa. Đây. Trái này mới ngon nè. Đây trái này vàng. Tuy trái nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ra da vàng, vỏ mỏng rất là ngon. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè, chùm hai trái nè. Rồi đưa lên đây. Giờ đang cho vào cái xô, xô để lát ra ngoài mình sẽ xử lý cái cuốn để vận chuyển đi xa. Bên đây thì có những trái cao nè, trái cao thì mình nhấp bằng kẹp. Anh Việt đang hái bằng kẹp. Ồ trái ngon ha. Lúc này cuối mùa giá nhiều rồi. Giá hả? 10.000 hả? 10.000 là cân tại vườn ha. Người ta bán lại chắc cỡ 15-16.000. Dạ. Cuối mùa rồi. Không được ngon. Dạ. Đây là giống lò gàn nha, lò gàn nha các bạn. Đây thì trên cao mình sẽ dùng kẹp mình nhấp. Cao quá rồi. Dạ. Tuốt phía trên luôn. Kìa Khánh Dung. Khánh Dung qua kẹp lấy rồi Khánh Dung. Đây cây kẹp này thì dài. Mình để mình nhấp. Rồi chứ xô đó có nhiều chưa? Khoe coi khoe. Đây các bạn, nãy giờ. Rồi con sắp tới đi. Xô ở đây chưa? Mấy nửa xô hả? Rồi mình xách ra ngoài mình sẽ ngắt những cái cuốn. Ở nhánh đây nè, quá chừng. Quá nặng rồi. Quá nặng. Mày thấy trái ham gì chứ, ăn một hai trái rồi no bụng nha. Cây này mà ăn hết là bể bụng luôn. Đây mấy trái nè, da da rất là ngon. Đó, mình lấy cái đi. Rồi sau khi hái thì mình gom lại đây. Chắc ra đi Khánh Dung. Đây xô nè, xô mình hái mình gom lại đây. Là đợt này chuyển đi xa đó, để xa thì những trái sữa này mình sẽ cắt cuốn hết. Mình không có để cuốn nha, mình cắt hết nè. Những trái này mình cắt hết nè, cắt cái cuốn để vào cái xô lót giấy. Đây, cắt cuốn bằng như thế này. Này cắt cuốn xa này thì mình để chuyển đi nó không có đụng hả mà. Đụng nó dập cái vỏ phải không? Hồi trước lót lo giấy luôn không? Gì? Tục bình. Tục bình á, sau này không lót nữa hả? Nè. Xa mới lót tục bình. Thổi phải không?
đây mình để giấy vô là được rồi. Thấp nè, lật nè. Nãy khơi nó bẻ cái nhánh này mà chưa hết. Rồi. Đây mấy trái vàng nó ra da thì mình sẽ hái hết nha các bạn. Rồi trái đó ngon kìa. Rồi ngon. Con đưa ra trái ngon. Rồi ra da. Ra hồng luôn. Hồng. Thường mà dưỡng đây mình ăn mình lấy mấy trái mà nó tím á, tím liệm luôn. Còn như bẻ mình để ba chuyển đi xa thì bẻ những cái trái nó xanh vừa, xanh vừa chín vừa bóng bẻ được. Dạ. Sao cái trái vừa bóng anh em đưa. Đây. Những trái này là sẽ đi xa nè. Một tí nước hơi dơ nữa. Dạ. Cái này rồi bẻ được. Đi xa bẻ mùi quá nó dập. Dạ. Ồ, nhánh này quá nhiều ha. Nè, phía trên đó nè, còn nhiều lắm. Này bẻ hơi nhiều. Trái trên đó à. Trái nó nằm không bẻ được. Trái rất là vàng mà nó nằm trên cái cành này, nó không có cái cuốn dài, nhấp không được. Có nước bẻ được không? Đụng cuốn ăn vậy. Đâu. Ồ, ngon nè. Sức nút rồi. Nó dướng cho anh cái thân cái lá. Dạ. Trái này sức nút. Ồ, nhánh đầy quá trời luôn nè. Cái gì cả? Ở cao rồi. Trên cao còn ha. Trên dạ. Cao thường chín ha. Đây, đó đỏ này. Ra da trái này rất là ngon. Rồi cái này cái thùng này đứa nào đem về trước đi hay sao? Đó, cầm nó đi về đó. Chặn cái sợi, kẹt cái gì? Không hết, không để thùng nữa. Thùng đây nhiều quá rồi, bây giờ mất để. Đi về. Đi về.